cáo phó. Tiệm chụp hình Tấn Hưng, cựu hội trưởng Hội Kiên Giang, đã từ trần vào sáng ngày 29 tháng 4 năm 2014, hưởng thọ 79 tuổi. Linh cữu được quàn tại nhà quàn Vĩnh Cửu. Chương trình tang lễ 2 giờ chiều thứ năm ngày 1 tháng 5 năm 2014, lễ phát tang, thăm viếng đến 9 giờ tối. Thứ sáu ngày 2 tháng 5 năm 2014, thăm viếng từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Thứ bảy ngày 3 tháng 5 năm 2014, 9 giờ sáng thăm viếng, 2 giờ chiều lễ quả táng. Thay mặt tang gia, vợ bà quả phụ Quỳnh Thị Tư, trưởng nam Mã Minh Tấn, vợ Dương Nữ Kim và các con, trưởng nữ Mã Thị Phượng, chồng là Mai Bình và các con, thứ nam Mã Bá Thông và các con, thứ nam Mã Bá Tước, vợ Mã Trinh và các con, thứ nam Mã Minh Tuấn, vợ là Mã Thi và các con, cùng út nam là Mã Minh Trí và các con. Cáo phó này xin được thay thế thiệp tang. Thay mặt gia đình, bà quả phụ Quỳnh Thị Tư.